Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị fan hâm mộ đuôi ngon. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho cả nhà mình di chuyển ra dòng sông để thử tốc độ như thế nào ha cả nhà. Thì có thể nói thì cũng khoảng một tuần nữa thôi thì tất cả cuộc thi đấu lễ hội Ốc Bóc 2023 sẽ diễn ra trên dòng sông. Thì đây là cũng nơi mà hiện tại tất cả các vận động viên sẽ thi đấu trên dòng sông này luôn cả nhà. Đến cái quan điểm bây giờ thì cả nhà thấy không, thì có thể nói thì buổi chiều hôm nay là có rất nhiều những cái đội ghe sẽ thể hiện trên dòng sông ha. Có chùa Sà Lôn bữa nay là ra hai chiếc luôn cả nhà. Bây giờ thì ở đây là tạm thời đang buộc cây câu chút xíu mình thử tốc độ ha. Đó, anh trước thì chú đang cúng rồi kìa. Thì giờ này nước cũng đang ròng cả nhà ơi. Thì có thể chút xíu nữa thì nước nó lớn ha. Ở đây có ghe phòng hậu cần ha, nước nôi phục vụ cơm nước rồi kia cả nhà, cũng có đem theo á. Rồi sau khi tiếng còi của huấn luyện viên bắt đầu thổi lên thì có thể là tập trung cho các vận động viên thử tốc độ trong buổi chiều ngày hôm nay. Giờ này cũng 1 giờ chiều rồi cả nhà. Đó, giờ là chuẩn bị xong hết ha, từng câu cuộc xong rồi. Bây giờ là ra để khởi động. Khởi động trước khi bơi. Đối với trang phục của quân tích thì trang phục áo trắng rất là đẹp ha cả nhà. Anh em giờ đang khởi động rồi cả nhà. Cười lên, mặt nhăn quá vậy, nắng quá nhăn à. Đây, các vận động viên thì đa số là rất là khá trẻ nha. Vận động viên trẻ không luôn. Hôm nay U25 không vậy nè. Thấy không, nhìn mặt trẻ trẻ, có chú này hơi lớn tí. Trời này cũng hơi nắng rồi cả nhà. Xin chào cả nhà rất là nhiều. Đây là những màn nước rút của ghe Phú Tức. Ghe Phú Tức rồi cả nhà. Anh em bơi rất là đều luôn ha. Đó. Bữa nay anh em này vận động viên cũng mới ra thử tốc độ đây ha. Thì sau khi ngày thứ bảy thì cả các bờ ghe thì hiện nay cũng đang cố gắng tập luyện để thử cây cần câu cả nhà. Ghe Phú Tức mình có anh em thì có cái trang phục áo màu trắng thì chiếc ghe cũng khá là đẹp luôn ha cả nhà. Thank you.
bây giờ những bài ca